Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Ất Sửu. Những quý gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, mệnh Hải Trung Kim, là người có tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp cho tới gia đình đều không có điều gì phải lo lắng quá nhiều. Vậy nên, họ có tuổi già an nhàn hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, họ cần đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình. Nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Quý Ất Thủy gặp Sửu âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Sửu sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn. Nếu không, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Ngoài ra trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và sẽ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía trước. Quý gia chủ có thể đạt được tài lộc, nhưng cần phải để ý đến các vụ trộm. Cửa an toàn ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi làn đường tối. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, thì những người tuổi Ất Sửu cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi,
cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, tuổi Ất Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Bản mệnh sẽ mắc sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng, trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Ngoài ra, nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Mệnh đây chưa phải là thời cơ tốt, bản mệnh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bản thân cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của những người tuổi Ất Sửu trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến quý gia chủ nổi bật và mang lại sự thăng tiến và được tăng lương. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp quý gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng bản mệnh vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Nếu tuổi Ất Sửu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều cũng sẽ cháy túi. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Ất Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy tình cảm của tuổi Ất Sửu không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bản mệnh và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau, tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng, có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 4 gây ra căng thẳng cho bản mệnh. Khuyên bản mệnh là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Ngoài ra, nếu tuổi Ất Sửu còn độc thân thì cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Bản mệnh thích cuộc sống tự do, tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác, khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc và hòa hợp cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng tư này, người tuổi Ất Sửu hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng. Điều này sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Muốn khỏe mạnh thì bản mệnh cần phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi. Vì những gì mình làm hôm nay cũng được xem là nhân, cho, quả trong tương lai. Tập trung vào hiện tại mà thôi. Vì những gì mình làm hôm nay
cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi thời tiết thay đổi, bản mệnh nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. May mắn nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu các bệnh cảm mạo, đa phần quý gia chủ đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Ngoài ra, những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính làm cho thị lực càng ngày càng giảm. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ nên chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Ất Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm trường lưu thủy, nghe tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cụ, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tý. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4 từ ngày 23 tháng 5 dương lịch, nạp sát, tân mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 4 từ ngày 4 tháng 6 dương lịch, nạp sát, quý mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh, nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 5 tháng 4, tức ngày 16 tháng 5 dương lịch, nạp sát, giáp tý, nạp âm, hải trung kim. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 4, tức ngày 28 tháng 5 dương lịch, nạp sát, bính tỵ, nạp âm, giản, hạ thủy. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 4, tức ngày 9 tháng 6 dương lịch, nạp sát, mậu tý, nạp âm, tích linh hỏa. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.